Mình chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là cái hậu quả của việc là mấy con mèo của mình đấy các bạn này. Đây là cái con mèo trắng các bạn nhé, cái con mèo trắng con ấy, mà hôm mình bị mất hai cái con cái Meta mà mình để ở dưới gầm mà mình ép vào đấy. Xong hôm qua nó sổng ra, nó làm cái này, nó làm vỡ này. Rồi cái con cá ở đây nó cũng ăn thịt luôn của mình. Giờ cái con cá phướng của mình chỉ còn lại một cái con cá xanh này thôi. Còn cái con cá đỏ mà trước mình cứu rồi đấy, một bạn ấy cho mình, thế là mình cũng cứu nó và nó thành công rồi. Nó ăn nốt rồi các bạn ạ. Giờ chỉ còn lại mỗi một con cái cá Beta này thôi. Cái này thì vỡ rồi, tí nữa mình sẽ phải bỏ đi này. Không là sợ trẻ con nó sờ vào thì nó sẽ bị đứt tay nó ra nhé. Rất là nguy hiểm luôn. Để mà mình tận dụng cái thùng nhựa này, rồi mình tách hai cái con chuột hamster của mình ra. Bây giờ thì thấy nó khá là lớn rồi đấy, nó ở chung với mẹ nó thì không được nữa rồi. Bây giờ là mình phải tách nó ra để cho con mẹ nó còn chuẩn bị sang cái lứa sinh sản thứ hai. Trong này không biết của mình nó còn nhiều dế hay không nữa cơ. Để tí nữa mình xem nào. Thì tiết ngoài miền Bắc bây giờ là nó cứ có cái mưa phùn đấy các bạn ạ. Để mình đi mình lấy một chút cái cán này nhé. Đây, cái chỗ này cá nhà mình còn có từng đây thôi các bạn ạ. Tí nữa là phải đi mua rồi. Hết rồi, bắt đầu còn đâu. Đây thì còn kê với thóc. À đây, còn dưới này còn một ít này. Tí nữa ra mình nhặt thóc là cho gà này. Cho gà với cả chim bồ câu của mình. Còn cái kê này thì cho chim yến phụng. Rồi, để mình cầm cái chỗ thức ăn này lên đây nhá. Đấy, lúc đầu là mình tính là mình sẽ trải vào đây, nhưng mà rồi sau mình thôi cho vào trong cái thùng này để mà mình lại dưỡng nó một chút. Đây các bạn này, lần này thì mình sẽ giải luôn cái thức ăn xuống dưới này luôn này, chứ không cho vào trong cái khay nữa, cho vào đây để cho chúng nó ăn. Đấy, mình sẽ giải xuống dưới cái lèn này luôn. Rồi bây giờ thì để mình cho những cái con dế sang nhá. Mình nhấc luôn cái này sang này. Đấy, nhấc luôn những cái vì trứng này sang đây luôn. Mình đặt như thế này khá là cao á. Rồi đây nữa này, sẽ đặt như này. Mèo cháy ra. Cái con gà kìa. Con gà nó cứ o o o o ở đây này. Ái ra mày ị ở đây hả? Có phải không? Mày bẩn tưởi nhá. Đấy. Cái này là ngô các bạn ơi, ngô này phải phơi cho ra ráo ráo đi để mà cho bọ ú với cả cho thỏ nó ăn. Nó đỡ bị đau bụng ấy các bạn ạ. Ở trên kia thì nó bị ướt, đâm ra là mình đã phải mang cái thùng hamster với cả cái thùng này vừa rồi mình rửa. Nó bị ướt quá, cái sân kia nó bị ướt. Mình gỡ cái này ra đã. Giờ thì để mình sẽ cho mùn cưa vào đây nhá. Đấy, giải nó ra. Hay lắm. Bọn này cho nhiều không phải em? Này thôi nhá, này được không? Nhá, này thôi đúng không? Đây, mình nghĩ là chỉ cho tầm thế này mùn cưa thôi các bạn ạ, là ok rồi, không cần phải cho nhiều lắm đâu. Đây. Còn đây là chỗ chuột hamster của nhà mình. Ê, con chuột mẹ đâu rồi? Chui trong ống nhỉ? Chui trong ống à? Đây còn hai con chuột con đây. Em tách nó ra dần đi. Mình đã mua được ấy cho nó chưa? Mua được cái ống nước nhỏ nhỏ cho nó uống chưa? Có rồi. Ok, thế là ok rồi. Đây. Bé này thì mình cũng chưa biết đặt tên là gì luôn này. Đây đây một bé này, không biết là nó có cắn hay không. Ôi ơi, tôi thấy nó nhảy, sợ anh chạy. Ôi nha, nhưng mà đây này em bắt cho anh cả cái con nâu rồi đó nha. Nhưng mà con nâu này cảm giác nó bé hơn con trắng đấy nhỉ? Hay là nó là con đực? Không biết được thì như thế. Sao nhưng mà con hai con đuôi nó cùng dài hả? Thế à? Đi ra đi, ra đi. Đỏ ra. Đây này, con này đây. Nó bé hơn con đấy nhiều lắm. Thế à? Đây này, đây có phải là ấy không? Hai con phải con đực không? Đây anh nhìn đây, có phải con bé không? Con này bé hơi, nhiều. Hơi một chút thôi, nhỏ hơn một tí thôi mà. Ừ, nhỏ hơn bé hơn. Bé hơn mà. Nhỏ hơn một tí. Hôm qua đấy. Em bé lên em thấy nó bé quá em. Đây là lần đầu tiên mình chuyển sang, không biết là chuyển sang như thế này thì liệu nó có, bây giờ mình chơi với nó có cắn không các bạn nhỉ? Đây là hai bé nhà mình. Mình cũng vừa rồi mình bảo đấy, cũng chưa biết đặt tên là gì. Bây giờ thì cái con sói nó đang đi tìm con nó đây này.
Đấy, nó đang ngửi để nó đi nó tìm con đó đấy. Không biết là nó có bị stress khi mà mình đang đi đái chuyển con nó ra không nhỉ? Nó không nhìn thấy con nó rồi này. Chứ thường thường là hai mẹ con ba mẹ con nó tình cảm lắm các bạn ạ. Thế con mẹ nó cứ nằm ở trong này xong nó cuộn tròn con nó thôi. Trước mà nó vẫn còn tha được con nó đấy, cứ động chạm cái nào nó tha lên luôn. Bây giờ khi mà cái con của nó to như thế này rồi, nó không tha được thì nó phải chịu ấy. Xong nó nằm mà ba mẹ con nó cứ nằm cạnh nhau để cho ấm đấy các bạn ạ. Đây này. Vợ mình đang thắc mắc là tại làm sao cái con xám này nó lại to hơn cả cái con vàng kia. Thì mình đang nghi ngờ cái con hamster này của mình là cái con cái các bạn ạ. Bởi vì là nó có hai cái vòng ti mà nó đen xì luôn. Đấy, các bạn thấy không? Con này là con cái đây rồi. Đấy, đây này, mình nghĩ đây là con cái rồi. Đây này, các bạn nhìn thấy những chấm chấm đen đen đấy. Mình nghĩ đấy là cái vòng ti của nó. Nhìn đấy, chừng này nhìn đấy. Đấy, nó nhìn trông dễ thương nhỉ. Ê, cẩn thận không nó rơi đấy, cẩn thận không dạ, nó trượt một cái là nó rơi ngay đấy. Còn cái con đực kia. Đây, còn cái con à mình không biết con đực hay là cái, nhưng mà mình còn cái con vàng này. Đây các bạn nhìn này, mình nghĩ đây này, còn đây là cái mồng mồng lên của nó, có nghĩa là gầy đấy mà nó không có vòng ti đâu. Đây. Thì nó không có vòng đen luôn đúng rất không? Rất có thể cái con này là con đực. Mà sao lại cái đuôi nó dài đấy nhỉ? Mà cái con xoài cái đuôi nó có dài thế đâu? Anh cũng không không rõ nữa. Tại sao lại thế? Đây này. Không biết. Em thấy cái đuôi này nó dài mà con xoài cái đuôi nó không dài như thế đâu. Cái này phải để hỏi để chờ các bạn ấy, các bạn trả lời cho chứ còn anh thua rồi. Đâu con đâu con đâu. Ui, con ở đây đây, con đây đây. Ô cái con này nó giống mẹ nó các bạn ạ. Màu lông của nó như thế hả? Màu lông của nó như thế. Tao đã nhìn thấy ra màu lông rồi á. Để mình nhấc nó ra luôn đây nhá. Đây là một cái con yến phụng các bạn ạ, nhưng mà nó hơi bị bết lông một tí các bạn. Đây các bạn này. Ướt. Đấy, nó ướt mà nó. Ô mắt chưa mở đúng không anh? Nó mở rồi. Chưa mở. Hay là đang đau mắt nhỉ? Không phải đâu, hình như chưa mở hay sao ấy. Hôm đấy anh thấy là nó ti hí mắt rồi. Hay là con khác này, không còn. Mấy quả kia mình nghĩ là nó bị thối hết rồi đấy các bạn ạ. Đây này, còn cái con này là cái màu lông nó đẻ ra là nó giống mẹ nó. Các bạn nhìn chưa, bắt đầu nó ra lông xanh. Cái hôm mà mình quay cho các bạn đấy thì là nó chỉ ra được một ít cái lông trắng trắng, à? Lông trắng trắng, lông tơ tơ thôi. Còn đến ngày hôm nay thì bắt đầu nó ra những cái lông này rồi. Hôm đấy là mình thấy là nó mở mắt rồi các bạn nhỉ. Hay là nó đang hay là nó ngủ bị, hay là đang bị đau mắt nhỉ, nó không mở ra được ấy. Mình đang sợ nó là như thế. Đây này. Ui chừng đỡ nhở. Hôm đấy mình thấy là nó mở được mắt đấy cơ mà. Hay là nó ở trong cái chỗ này nó bị bẩn quá hả các bạn? Đây này, mình thấy cái phần mỏ của nó cũng khá là bẩn đấy, khá là dơ ấy. Bây giờ mình có lên đi rửa cái chuồng cho nó không nhỉ? Đây này các bạn này. Mình phải vệ sinh qua cho nó, khả năng là nâu đi cho nó. Nó bị bết những cái này cả phân vào đấy các bạn này. Đấy, nó rất là lấy nhá, cái con mẹ nó. Chán thật đấy. Hay là mình chuyển nó vào trong cái kia có được không? Nếu các bạn bảo là chuyển được thì mình sẽ chuyển cái con của nó vào kia nhé. Chứ mình thấy nếu mà nuôi như thế này cái con mẹ nó nuôi nó bất cẩn quá, bẩn ơi là bẩn các bạn này. Bẩn cực kỳ luôn. Rồi bây giờ thì từ đã, mình đi xem là mình đây là đây có một quả này, một quả nó dính luôn ở đây luôn này, ở chỗ phân luôn thì không biết cái quả này nó có còn phôi hay không. Đây để đây xem cậy ra. Ôi anh ơi, nó cứ tưởng em là mẹ hay sao ấy, nó cứ dí mỏ vào đây đấy chồng ạ. Hay cực đây nè, nó dí mỏ, nó tưởng được ăn đấy, đáng yêu nhỉ. Ơi chừng đáng yêu thế nào, nó khẽ thôi. À, giờ anh chỉ chấm chấm thôi. Trước là anh thấy là cái mắt này của nó là nó ấy rồi chứ. Đây này, nó mở rồi đây này. Cho nó có tí nước rồi. Cho nó mềm cái phân này ra thì nó sẽ mở được mắt. May mà hôm nay là mình đi mình thăm cái tổ của nó đấy. Đây này, em nhìn thấy cục phân nó che mắt nó chưa? Hôm đấy là anh mở ra là anh thấy nó ấy rồi. Đây này, đấy. Đấy, đây này, nó mở mắt ra rồi này, đấy nhìn chưa? Đấy, nhìn chưa? Hôm nay là may là mình đi vào đấy tự nhiên là nảy ra cái ý định là vào đây mình thăm lại cái này. Thế thì mới biết được rằng là cái con này nó bị như thế này đấy, cái con mẹ nó vớ vẩn thật. Chăm con thì là cho con ăn rất là tốt đấy, nhưng mà về cái vấn đề vệ sinh trong cái môi trường sống là chưa được. Mình đánh giá cái con mẹ này là kém. Xem nào. Để anh lau cho. Ôi trời, nhiều nước bạn. Nào, để anh vệ sinh cho nào. Lau xuôi về cái trên đầu anh ạ, thì nó đỡ được, đỡ lau ngược lên trên đầu nó thì nó vừa xuôi theo chiều mắt mà vừa đỡ bị đau. Để mình cho cái con chim yến phụng con vào đây các bạn ạ. Xong để tí nữa xem là nhờ cái tiếng kêu của cái con chim con này nó có gọi là dẫn dụ được cái con mẹ của nó vào đây hay không. Thì đấy là việc của nó gọi nhé. Để vào đây mình
thăm lại cái con bọ ú cái của mình nhá. Lâu lâu rồi mà mình không thấy cái con này nó đẻ này mà bụng nó to cực kỳ luôn các bạn ạ. Đây này. Đấy. Đấy, để mình xua xua nó ra. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bụng cái con này mình nghĩ nha, nếu như mà nó đẻ bây giờ đợt này mà nó đẻ nhá, mình nghĩ nó phải đẻ được ít phải được 3 con. Các bạn ạ, cái con bọ ú này nhá, các bạn nào mà nhà chật không nuôi được đâu. Bởi vì là cái con này này nó ị vô tội vạ đó. Chỗ này nó cũng có thể ị này. Chỗ này nó cũng có thể ị này. Chỗ này nó cũng có thể ị này. Nó ị vô tội vạ luôn, nó chứ nó không như thỏ đâu các bạn. Chính là thỏ rất là sạch. Thỏ nhá thì ví dụ nó mà nó đi vệ sinh ở góc này là nó chỉ đi vệ sinh ở góc này thôi, chứ nó không bao giờ nó đi vệ sinh ở góc này nữa. Đấy. Chứ còn cái giống bọ ú này nó vô tội vạ lắm. Bạn nào mà nhà trận mà không có cái kiểu cái không gian AV như kiểu nhà mình như này thì tốt nhất là mình khuyên các bạn là không nên nuôi. Bởi vì nếu các bạn nuôi ở trong phòng mà 2-3 ngày các bạn không dọn dẹp cho nó là rất là hôi. Thực ra là nó mất vệ sinh lắm. Hiện tại ở nhà mình bây giờ là chỉ còn lại một cặp thỏ sinh sản này thôi các bạn ạ. Còn 6 bé thỏ con kia thì là mình để cho các bạn khác nhận nuôi hết rồi. Đấy. Đây, bây giờ chỉ còn lại 2 cái con này thôi. Em ơi, sáng chưa cho 2 con này ăn à? Ăn rồi đấy anh, ăn hết rồi. Ăn hết rồi à? Ồ, cái con này sao nhỉ? Dạ. Không, anh tưởng là nó bị lấm nhưng mà để anh kiểm tra xem nào. Cái con đực này bây giờ nó ấy lắm. Còn con cái này đang chịu khó ăn bởi vì là cái con cái này nó đang có bầu ấy các bạn. Đây này. Đấy, sờ vào nó rắn lắm. Để xem nào, cái con này nó to chưa? Ừ. Cái con này của mình nghĩ bây giờ nó phải được gần 3 cân rồi đấy. Chứ chưa? Nhà mình cân là 2 cân mấy? 2 cân 6, 2 cân 7 gì đấy. Đây bây giờ mình đang sờ bụng cái con thỏ cái này để mà mình xem là nó đã có chưa. Bụng nó khá là to các bạn ạ. Đi vào đây để soi xem là có quả nào nó còn phôi hay không. Để mình soi cái quả trắng này trước nhé. Đấy đây này, chỉ đúng còn rồi. Toàn nước thôi. Nếu như mà nó có phôi thì nó phải động đậy cơ. Cái này là hỏng một quả rồi này. Đấy, để ở đây, còn cái quả này xem nào. Rửa nó đi đã. Đây, giấy đây. Cứt đi. Tiếp thôi. Khả năng là mẹ nó để chỗ đấy nó ẩm quá nhỉ. Nó bị hấp hơi, nó không thoát được ấy. Đây là nó bị như thế đúng không? Quả này mình sợ là với cái thời gian ấp của cái con Yến Phụng này thì mình sợ cái quả này cũng hỏng nốt được. Đấy, cái phôi nó đây mà ở dưới là toàn nước này. Quả này hỏng nốt rồi các bạn ạ, đây này. Thế là cái mỏm mỏm đen đen ở trên đấy là cái gì nhỉ? Đấy, đấy. Cái mỏm mỏm này, đây này, cái này nó phải động đậy cơ, cái con cái... Toàn nước thôi, hỏng toàn rồi. Nước thôi, ung rồi. Các bạn thấy không? Cái con chim yến phụng mái nó hầu như là nó không chịu vào kia đâu. Nó không thích vào trong đấy luôn đấy các bạn ạ. Ây giời ơi. Đâm ra là mình đã phải đi, mình cắt ngắn cái chuồng của nó đi. Rồi mình khoan thêm những cái... lỗ thông hơi ở đây các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Ở đây này, ở đây mình cũng phải khoan luôn. Chứ nếu như mà không khoan ấy thì nó không thoát được hơi ra ngoài, nó hấp hơi các bạn. Trước mình lại không nghĩ ra. Mình chỉ khoan mỗi cái lỗ để cho nó chui vào thôi. Rồi. Bây giờ để mình bắt cái con của nó ra và mình cho vào trong cái chuồng này nhá. Để cho yên vị và mình để vào kia. Và mình cũng xin phép các bạn là mình kết thúc cái clip hôm nay của mình ở đây nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của mình. Bye bye.